Siêu hot anh em ơi, shop Liên Minh Confession.com đã có rất nhiều sự kiện đang diễn ra trên shop. Đầu tiên là bán nick Liên Minh Trắng, thông tin rẻ nhất thị trường. Không chỉ bán nick giá siêu rẻ, shop còn đang có ưu đãi mua nick tặng ngay RP. Trên shop còn có rất nhiều vòng quay, dịch vụ siêu hấp dẫn như vòng quay siêu phẩm, mở dương RP, khuyến mại nạp thẻ lên tới 50%. Anh em còn ngại gì mà không truy cập ngay shop Liên Minh Confession.com để trải nghiệm ngay nào. Cuối cùng của LCK góp mặt tại chung kết thế giới 2021. Kết thúc LCK mùa hè 2021 với việc bị loại từ vòng bảng, chỉ xếp thứ 8 trên 10 chung cuộc, Himalaya Sport là một trong những đội tuyển gây thất vọng nhất tại giai đoạn nửa cuối năm 2021.
Và khi đối đầu với một Havelange đang hừng hực khí thế, Lisambot và Nongshim Redforce lại bộc lộ rất nhiều thiếu sót và sự thua kém về kinh nghiệm, dẫn đến thất bại chung cuộc và bỏ lỡ tấm vé tham dự chung kết thế giới. Đối diện với kết quả hiện tại của vòng loại khu vực, cộng đồng fan quốc tế lại tỏ ra rất hả. Xong, ba đứa này bị ban nick rồi nhé, chụp ảnh rồi đấy. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Đức Mạnh và đồng đội đã tố cáo toàn bộ 5 thành viên của team địch. Sau đó anh chia sẻ với người xem rằng, muốn biết việc tố cáo có hiệu quả hay không, thì chỉ cần đợi xem Karina cảm ơn.
mất nghiêm túc thì họ phải tắt luôn hoặc qua kênh stream của những người đang leo rank cùng anh để cho mắt được nghỉ ngơi. Thực sự khả năng ly cam check map là chuyện quá đổi quen thuộc đối với Faker, Trinby nói riêng và các tuyển thủ Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp nói chung. Thế nhưng đến cả một chuyên gia gánh team như Trinby phải lên tiếng phàn nàn thì mới thấy được sự khủng khiếp trong tốc độ quét map, phân tích và xử lý tình huống của Faker như thế nào. Bản tin giải đấu số 297 đến đây là hết rồi ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!